Màu này thì hiện tại là đang xu hướng và rất nhiều người xài và thích, bởi vì nó độc và nó đẹp, nó lạ nữa. Bụi bám nó tiếp xúc nó kém, thành ra bấm nó không có chuẩn. Vì vậy Kỳ Lăng fit được là bằng cách chọn ốp chừa lại những cái lỗ đút bấm như thế này. Cầm cảm giác rất là sướng, bởi vì mình cầm nó là da thật. Kỳ Lăng trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay Kỳ Lăng sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách hàng một sản phẩm siêu phẩm dành cho điện thoại iPhone. Đó chính là ốp lưng. Ốp lưng dành cho iPhone, nhưng nó không phải là một chiếc ốp lưng bình thường, mà là chiếc ốp lưng bằng da. Bọc bằng da, tất cả da Kỳ Lăng đang sử dụng cho ốp lưng này là những cái da gọi là da độc bản và những da đẹp, những da cao cấp từ những nhà máy chuyên thuộc da cho các hãng thời trang lớn nhất trên thế giới. Hiện tại thì trên màn ảnh thì Kỳ Lăng mới vừa hoàn thiện 3 siêu phẩm. Cái này thì cái ở giữa này là màu này là khách hàng đặt, là khách hàng từng đặt một đôi giày. Một đôi giày Kỳ Lăng đã từng làm clip rồi và khách hàng thích cho nó đồng bộ với cái ốp lưng đựng cho chiếc iPhone, thì khách hàng đặt làm cái mẫu màu này và một cái màu hồng ruốc. Màu hồng ruốc thì khách hàng này thấy Kỳ Lăng xài cái ví cầm tay để mà đựng được hai cái điện thoại và đựng được tiền, được thẻ ATM, đựng được bút, và thấy màu này đẹp quá. Khi Kỳ Lăng sử dụng đi ra ngoài thì rất là đẹp và khách hàng đã thấy. Khi khách hàng đã thấy thì khách hàng đặt ngay một cái ốp lưng dành cho chiếc iPhone 13. Và một cái màu, đây là màu cá sấu bạch tạng. Màu này thì hiện tại là đang xu hướng và rất nhiều người xài và thích, bởi vì nó độc và nó đẹp, nó lạ nữa. Và sau đây Kỳ Lăng sẽ mời một bạn em thử để chiếc điện thoại vào. Đây là chiếc iPhone 13 Pro Max và em bỏ vào cái bao này cho anh. Và nếu như quý khách nào muốn có nhu cầu về bất kỳ bao da ốp lưng cho bất kỳ sản phẩm điện thoại, iPad, laptop, túi đựng sách laptop, hay là bất kỳ cái đồ móc chìa khóa, bất kỳ cái vật dụng gì mà muốn làm da cho nó, như bao da cho iPhone, bao da cho điện thoại Samsung, bao da cho Vertu, bao da cho chìa khóa xe ô tô, tất cả những cái gì mà quý khách muốn bọc bằng da cao cấp này thì liên hệ với Kỳ Lăng. Kỳ Lăng sẽ thực hiện cho quý khách đúng theo nhu cầu và đúng theo yêu cầu và đúng theo mục đích quý khách muốn. Đây, rất đẹp. Rất mềm, rất dễ lau chùi. Đặc điểm của da cao cấp của Kỳ Lăng Luxury là rất là êm, bền và đặc biệt là dễ lau chùi, cũng như là vệ sinh cho nó đẹp và luôn sạch sẽ. Cầm cảm giác rất là sướng, bởi vì mình cầm nó là da thật. Nếu như một chiếc iPhone 13 Pro Max mà xài với một cái ốp lưng như thế này nữa thì đúng là một... Thực ra cái này là một cái mẫu màu khác, một mẫu khác nhưng mà nó cũng tương đồng với nhau. Còn nếu như quý khách đặt một bộ thì Kỳ Lăng sẽ làm nguyên một combo, nó sẽ hoành tráng với nhau về độ tương đồng cũng như từ một con da mà ra. Hoặc là túi nữ. Túi nữ thì mình vẫn có thể đặt một bộ như thế này. Hoặc nếu như mình không đặt túi thì mình làm ví, một cái ví và một cái... Rồi, camera đi cận cảnh từng góc cạnh của cái ốp lưng này. Từng góc cạnh này. Đặc biệt là ốp lưng Kỳ Lăng đang chọn và sử dụng á, thì Kỳ Lăng sẽ chừa cho quý khách là cái chỗ phần nút bấm nè, âm lượng, nút bấm, nút nguồn, nút tắt rung chuông thì nó sẽ dễ. Còn một số ốp mà như ốp dẻo, ốp khác á, thì nó sẽ, cái phần ốp nó sẽ phủ lên luôn ở ngoài cái phần các nút bấm, thì mình bấm đôi khi nó sẽ bị cứng và dễ bị bụi bám vô trong mấy cái nút, sẽ một thời gian sẽ hay bị bụi bám nó tiếp xúc nó kém, thành ra bấm nó không có chuẩn. Vì vậy Kỳ Lăng fit được là bằng cách chọn ốp chừa lại những cái lỗ nút bấm như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ thấy sự tương đồng giữa cái ví Kỳ Lăng và cái ốp lưng, rất đẹp. Nếu như dùng cái ví cầm tay này, mình có thể bỏ được một cái điện thoại smartphone iPhone vô trong.
cộng một cái smartphone Samsung bên trong. Nói chung là được hai cái nè, hai cái. Rồi đây là đựng tiền, thẻ. Rồi bây giờ nếu như quý khách nào cần một combo như thế này, gồm có túi clutch, gồm có mũ lưỡi chai và ví cầm tay iPhone, rất đẹp. Nói chung là quý khách có nhu cầu về bất kỳ sản phẩm gì bằng chất liệu da cao cấp nhập khẩu này, da từ các nhà máy thuộc da hàng đầu cho các công ty thời trang lớn nhất, thì liên hệ với Kỳ Lăng. Quý khách chỉ cần có ý tưởng sản phẩm, có nhu cầu sản phẩm, hoặc là muốn làm những cái gì độc quyền, độc đáo theo yêu cầu, hoặc là quý khách chọn những cái mẫu da độc bản mà chỉ có một bộ duy nhất thôi, hoặc là một cái duy nhất thôi, thì cũng liên hệ với Kỳ Lăng. Nói chung là quý khách chỉ việc đưa ra ý tưởng và ý muốn, Kỳ Lăng sẽ đáp ứng được đúng yêu cầu và đúng hoàn thiện 100% sản phẩm theo sở thích của quý khách. Vâng, và như vậy là clip đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa Kỳ Lăng cảm ơn rất nhiều, cảm ơn quý khách đã dành thời gian quý báu của mình để mà xem clip của Kỳ Lăng. Hãy ủng hộ Kỳ Lăng bằng cách subscribe kênh YouTube này, cũng như like theo dõi fanpage này để cập nhật nhiều video về những cái sản phẩm độc đẳng cấp đỉnh cao sắp tới. Một lần nữa Kỳ Lăng chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.